Xin chào đón quý vị cùng đến với chương trình Quán Thể Thao Và tuần này thì chúng ta sẽ có những chủ đề liên quan đến đội tuyển Việt Nam à, Anh Huy là như vậy là chúng ta vừa có một cái thông tin mà theo tôi đó là rất là tích cực à, Đó là việc à, thủ môn của câu lạc bộ Công an Hà Nội Philip Nguyễn, một Việt Kiều à, trở về từ Cộng hòa Séc đã có quốc tịch Việt Nam à, Và với tín hiệu đó thì đương nhiên là Công an Hà Nội có thêm một cái sự lựa chọn à, để à, giữ cái, cái, cái đội hình của mình À, nhưng uh, phần quan trọng hơn ảnh hưởng nhiều hơn đến bóng đá việt nam đó là việc liên quan đến đội tuyển việt nam uh, đội bóng đang ở trong quá trình thi đấu tại vòng loại thứ hai của một kỳ world cup uh, với uh, khung thành của đội tuyển việt nam thì trong những năm qua chúng ta thấy đặng văn lâm đã chơi uh, một cách chắc chắn uh, đạt được nhiều niềm tin uh, và không ngừng cố gắng để vươn lên thế nhưng với trường hợp của philip nguyễn thì rất nhiều khả năng thì cái, cái sự cạnh tranh đối với đặng văn lâm nó sẽ là trở nên hết sức khó khăn anh đón nhận cái thông tin này như thế nào? À, tôi rất là vui. À, thực ra chúng ta đã chờ đợi Philip Nguyễn đến với tuyển Việt Nam từ khi mà Việt Nam vào đến vòng loại thứ ba gấp. À, tuy nhiên để mà có cơ hội Việt Nam thì Philip Nguyễn phải ở Việt Nam một thời gian dài và chúng ta chưa có được chuyện này. Đến bây giờ thì anh đã có mùa thứ hai thi đấu cho các bạn Hà Nội rồi và cái việc nhập tịch nó diễn ra rất là đúng thời điểm ngay trước khi chốt danh sách để mà dự Asian Cup. À, tôi nhớ là mùng 10 tháng 12 chốt danh sách thì đã có quốc tịch chưa đó vài ngày rồi rất là vui đặng văn lâm vẫn là thủ môn số 1 của tuyển việt nam nhưng mà chúng ta cần thêm sự cạnh tranh chưa kể Phí lê nguyễn là người chơi chân giỏi và đang ở một cái độ rất là sung sức hợp với phong cách của huấn luyện viên thì tôi nghĩ rằng là ít nhất sẽ là cuộc cạnh tranh rất là thú vị thế còn với văn lâm nếu như anh để để rơi cái vị trí thủ môn số 1 đội tuyển vào tay của Phí lê nguyễn ấy, thì thực ra cũng không có gì phải quá băn khoăn bởi vì đây là một thủ môn đẳng cấp Philip Nguyễn rất là đẳng cấp một bóng đá Việt Nam chưa từng có ai mà đạt được cái ngưỡng như vậy. Và Lâm chúng ta nhớ lại anh đã là thủ môn số 1 của Việt Nam từ năm 2017 rồi, tức là dù sao cũng 6 năm rồi thì bây giờ nếu như Philip Nguyễn có nổi lên để mà tạo thành một cái gọi là một cái một cái, cái, cái xích quan trọng trong, trong cách, chơi cách chơi của ông Thu Thu Xê, bởi vì chơi dân rõ thì cũng rất là dễ hiểu thôi rồi. Với tôi, tôi thì Philip ừ. Nguyễn là một thủ môn có nhiều cái nét toàn diện và đúng như anh nói, anh ở một cái ngưỡng mà từ trước cái nay bóng đá Việt Nam chưa có một cầu thủ nào có được anh ấy chơi ở một trong những đội bóng hàng đầu của giải vô địch Cộng hòa Séc. Anh đã từng được tập trung uh, lên đội tuyển Cộng hòa Séc, tất nhiên chưa ra sân. Uh, và với cái tầm vóc đấy, uh, với cái cách mà anh ấy chơi những quả bóng bằng chân à. thì chúng ta cảm nhận rằng là cái sự hòa nhập của anh ấy trong cái lối chơi với Công an Hà Nội cũng như sắp tới đây nếu như lên đội tuyển Việt Nam thì nó sẽ không có vấn đề gì lớn cả, không có một chút khó khăn nào. Uh, và bên cạnh đó thì tôi vẫn nhìn nhận Philip Nguyễn với những cái phẩm chất uh, nó thực sự là rất là bài bản những cái gì mà chúng ta vẫn nhìn thấy ở những cái nền bóng đá văn minh wow. thì nó đều toát lên ở con người của Philip Nguyễn. Trong khi đó thì Đặng Văn Lâm với trường hợp mà cái sự cạnh tranh này nó có thể sẽ gây khó cho anh ấy nhưng mà đúng là tôi cũng đồng ý với anh với quan điểm rằng là ngoài cái việc mà anh ấy đã từng là thủ môn số 1 của bóng đá Việt Nam ở đội tuyển Việt Nam trong 5 6 năm qua thì nó có một vấn đề nữa là thực ra Đặng Văn Lâm vẫn là thủ môn số 1 ở một câu lạc bộ nào đó mà anh ấy phục vụ và cái việc mà anh ấy là số 1 ở một câu lạc bộ tại V-League chẳng hạn thì vẫn đem đến cho anh ấy rất là nhiều những cái cơ hội để chơi bóng, để cọ sát, để thể hiện mình, để sẵn sàng bởi vì sự cạnh tranh ở đội tuyển nó có thể nó sẽ làm cho các thủ môn thứ nhất là tốt lên và thứ hai là nó còn có cả những cái tình huống rủi ro nữa chứ vì bóng đá ngày hôm nay và kể cả là trong tình huống nào nữa thì chúng ta hiểu được rằng là vị trí thủ môn là một vị trí nếu như cần phải có sự thay thế thì chúng ta cũng cần phải tìm thấy một sự sẵn sàng và ở đội tuyển thì giữ bị cho một ai đó thì cũng không phải là vấn đề gì lớn wow. Không phải vấn đề gì cả Bởi vì uh, Philip Nguyễn hiện nay là chúng ta biết anh rất là sung sức Anh từng là thủ môn hay nhất của giải vô địch Cộng hòa Séc Và ở giải đấu này thì anh ấy có một số thống kê tức là Anh là thủ môn chơi chân gọi là thuần thục nhất Có số đường truyền uh, mà từ vị trí thủ môn nhiều nhất Thì cái này nó rất hợp với phong cách của Luyện Tunisia Và nói thật là Văn Lâm ở đây cũng rất cần thêm sự cạnh tranh của đội tuyển bởi vì chúng ta thấy rằng là anh ấy có một số pha bóng ra vào không còn như trước nữa. À, bắt đầu bộc lộ một số cái điểm yếu mà khá là đáng tiếc so với gì đã chứng tỏ. Thì tôi nghĩ rằng là Lâm cũng cần một cú hích. Thì đấy chính là Philip Nguyễn. À, với tình huống mà Philip Nguyễn đã có quốc tịch Việt Nam, ấy à, thì à, sự kiện tới đây mà đội tuyển Việt Nam tham dự rất nhiều khả năng anh ấy sẽ là một sự lựa chọn à, hàng đầu. À, nhưng với à, quan điểm của anh cụ thể vào thời điểm này thì liệu ông Philip Tugê có tạo ra một cái, một cái cuộc gọi là đua tranh uh, nào đó không hay là ngay lập tức trao cái sự tín nhiệm cho Philip Nguyễn với khung thành của đội tuyển Việt Nam. Từ giờ đến lúc mà chúng ta tập trung lên cấp thì uh, còn một khoảng thời gian dài còn hơn một tháng nữa. Uh, đó là quãng thời gian mà cả hai thủ môn đều bộc lộ phong độ của mình ở giải quốc gia. Uh, tuy nhiên tôi có cảm giác là cũng đã đến lúc phải trao cho Philip Nguyễn đấy. Tất nhiên là nó còn có những cái sai số quyết định dở chót là do ban huấn luyện. Uh, nhưng mà tôi cũng cũng có một cảm giác là đội tuyển chúng ta hiện nay ở một số vị trí cần những cái gì đấy mới mẻ cũng có thể văn lâm thì vẫn còn đó để mà sẵn sàng là 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 bắt nhưng mà phi nguyễn trong cầu môn tôi tôi cảm nhận được là nó sẽ tạo ra nhiều cái tích cực trong hệ thống lối chơi của ông Trusie trong cái tầm vóc cái cách chơi của phi nguyễn ở nhiều góc độ từ những tình huống phòng ngự đến những tình huống mà kết nối đặc biệt là bằng chân của philip nguyễn ý, thì à, tôi có cảm giác là các đồng đội, đội có thể sẽ có thêm cái sự tự tin à, và huấn luyện viên cũng vì thế mà mạnh dạn hơn trong cái việc mà xây dựng à, những cái phương án chiến thuật mới những cái phương án mà nó luân chuyển trái bóng nhanh hơn à, đội hình có thể để đẩy được đẩy lên nó cao hơn và cái tính chủ động có thể cũng vì thế mà sẽ được ở một cái tầm mới cho đội tuyển việt nam và từng cái chi tiết nhỏ nhỏ như vậy nó đều là cần thiết nó đều là quan trọng để giúp cho cái quá trình hoàn thiện lối chơi theo cái xuống kiểm soát bóng phát triển trái bóng từ phía dưới lên của ông Truji nó có cái cơ hội để gọi là được đẩy lên một cái một cái nước mới và trong cái trong cái sự tự tin này thì chúng ta hoàn toàn có thể đạt được những kết quả mới hơn à, tuy nhiên là chúng ta sẽ gặp phải rất là nhiều thách thức ở cái sự kiện gần nhất mà chúng ta sẽ tham dự đó là vòng chung kết của Asian Cup khi mà chúng ta sẽ ở trung bảng với đội tuyển Nhật Bản đội tuyển Iraq và một người láng giềng của khu Đông Nam Á đó là đội tuyển Indonesia. Kết quả của cái giải đấu chính thức này nó cũng sẽ là một cái thước đo uh, cho cái quá trình làm thay đổi đội tuyển Việt Nam wow. của ông Philip Tuzier uh, và chúng ta biết rằng là ở khu Đông Nam Á thì Indonesia là một trong những uh, đội tuyển là rất tích cực với cái việc làm mới mình, nhập tịch liên tục, có rất nhiều những cái gương mặt mới. Uh, mới nhất là chúng ta đã biết rằng là trong uh, thành phần thi đấu của câu lạc bộ Fulham ấy là cũng có một nhân vật có thể quay trở về thời chơi cho đội tuyển Indonesia ấy. Tất nhiên anh Hubner đó thì anh ấy cũng chỉ là người đăng ký trong đội dự bị của Fulham thôi. Thế nhưng mà đấy cũng là một những cái, cái, cái chi tiết cho thấy rằng là họ đang rất là sẵn sàng, rất là tích cực trong cái cuộc cạnh tranh. Vì ở Asian Cup thì là một chuyện thôi, nhưng bản chất là ở vòng loại World Cup họ đang ở trung bảng của chúng ta và họ còn có những trận đối đầu trực tiếp với chúng ta và họ sẵn sàng tạo ra những khó khăn nếu như không có nói rằng là họ cũng có tham vọng chẳng hề kém chúng ta vâng indonesia là quốc gia có truyền thống bóng đá và gần đây thì họ đầu tư trở lại để mà có một đứa trẻ rất là hay thành ra tôi tin rằng là những gì mà họ mong muốn nhập tịch ấy là đích đáng nó không phải như trường hợp của philippines hay là trước đây ồ ạt kiểu singapore indonesia con người họ tối chất đá bóng tốt khi mà họ đã lựa chọn vị trí nào là có thể là hiện nay trong các cái cầu thủ của họ đang có ấy họ thiếu cái vị trí đó thì họ tăng cường đích đá một cái vị trí nhập tịch chứ còn tôi cho rằng đây nền bóng đá người ta không không có lạm dụng thành ra những người mà họ đã nhập tịch chúng ta phải rất đáng lưu ý khi đối đầu với họ bởi vì đấy là vị trí có cái vượt trội uh, Indonesia chắc chắn là một đối thủ rất quan trọng của bóng đá Việt Nam vào thời điểm này uh, ở Asian Cup tới đây sẽ là một cái sự so sánh rất cụ thể và um, cái trận đối đầu tới đây hay nói khác là khi mà chúng ta vượt qua được uh, đứng trên Indonesia chẳng hạn uh, và có được kết quả tốt trong trận đối đầu thì chúng ta sẽ có thêm cái niềm tin để chơi hai cái trận đấu liên tiếp tới tại vòng loại của World Cup. Anh có nghĩ rằng là đó sẽ là một cái, một cái một cái bước ngoặt trong cái sự nghiệp cầm quân của ông Truje với đội tuyển Việt Nam hay không? Thực tế ở bảng đấu chúng ta thì tại vòng loại thứ hai World Cup chúng ta thấy Iraq là khả năng là nắm cái vị trí nhất bảng rồi. Cái suất còn lại là cạnh tranh giữa Việt Nam và Indonesia. Bảng này cũng có hai suất được đi tiếp thì bởi thế hai trận đấu với Indonesia là cái bản đề của bảng đấu xem là đội nào sẽ có nhiều điểm hơn thì sẽ cùng Iraq đi tiếp thành ra tôi cho rằng là nếu mà thành công thì đấy sẽ là bước ngoặt và nó cũng là một cái thuốc thử nó rất là rất là đúng liều chứ chúng ta đá với Iraq có thể kết quả tốt có thể tạo dựng được một cách chơi khả quan ở một số thời điểm nhưng mà cơ bản nó vẫn mạnh hơn thế còn Việt Nam và Indonesia là cặp đấu truyền thống của Đông Nam Á thành ra tôi nghĩ rằng là đấy bình thường chúng ta đá với họ cũng ngang ngửa thắng không hề dễ dàng thì cũng là một mục tiêu rất là vừa phải để Holy Trusie có thể thi triển đầy đủ những cái gì mà mà ông ấy có trong tay. Ý tôi là thế này, đá Virac có thể kết quả tốt, có thể có một số tình huống mà chúng ta tạo dựng được thế trận hay, nhưng mà cái cách đá nó phải khác với bình thường đi, vì họ là cửa trên mình. Nhưng mà với là rất là vừa sức để mà đá vẫn đá theo kiểu mình mong muốn, bộc lộ được tất cả và vẫn có thể kết quả tốt. Vấn đề của chúng ta trong cái giải đấu đầu năm 2024 ấy, tại Asian Cup ấy, là chúng ta cần phải thể hiện được một cái bộ mặt nó có nhiều cái nét tươi sáng uh, với cái việc mà tiếp tục hoàn thiện cái ý tưởng chơi mà huấn viên Tuzzi đang xây dựng chúng ta có một cái sự bổ sung nếu có là từ Philip Nguyễn đó là một cái sự tăng cường uh, phải nói là quan trọng uh, nhưng cả một hệ thống của chúng ta sẽ còn phải vận hành một cách nó nó tích cực hơn nữa hiệu quả hơn nữa thì chúng ta mới có thể nhìn thấy những cái 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 đường hướng để chúng ta uh, tiếp tục đi lên uh, cho dù kết quả ở cái vòng bảng của Asian Cup Tôi nghĩ rằng là nó sẽ rất là khó khăn để chúng ta có thể giành quyền đi tiếp khi chúng ta đối mặt với Nhật Bản với Iraq và Indonesia à, và xem ra cái trận đối đầu với Indonesia đấy nó cũng sẽ là một thước đo à, anh có nghĩ rằng đó là một cái cái thước đo nó có thể ảnh hưởng đến cái ghế của viên thu không à, Đúng là nếu chúng ta thất thế trước đội bóng mà thuộc về cửa trên đấy thì mọi người đều hiểu là là cái tình hình bóng đá Việt Nam như thế nhưng mà Indonesia là đối thủ mà lâu nay chúng ta đạt kết quả tốt với họ À, ông Tuchel đã thu họ ở Sea Games rồi. Bây giờ gặp lại thì tôi nghĩ rằng là người ta sẽ nhìn vào đó để nó là một cái thước đo nó, nó rất là chuẩn và nó rất là thiết thực thôi. Thì thì tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm đấy. Đó sẽ là trận đấu để chúng ta thấy rằng là mình có thể đá tốt đến đâu, kết quả tốt như thế nào và triển khai cách chơi theo ý của mình ra sao. Ở một chi tiết khác vào lúc này mà dư luận cũng đang tương đối quan tâm đó là việc mà huấn luyện viên Tuchel đang sử dụng những con người, những nhân sự cho đội tuyển ở những trận đấu đã qua. À, anh có nghĩ rằng là trong khoảng hơn một tháng tới? khi mà V League sẽ có thêm những vòng đấu huấn luyện viên và các cộng sự có thêm thời gian để quan sát cũng như là chuẩn bị cho vòng chung kết của Asian Cup thì ở giải đấu vào đầu năm 2024 đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm những cái nhân sự khác hay nói cách khác là ông sẽ lại quay trở lại với những cái nhân vật mà chúng ta đã quen mặt. À, tôi cho rằng để mà có cái gì đó mới mẻ thật sự ấy, chắc là khó. Uh, những cầu thủ uh, trẻ hoặc là những người mới được lên tuyển uh, thì có thể sẽ có thêm thời gian rèn rũa tại V-League. Tức là họ có niềm tin được gọi là đội tuyển rồi và cũng có thể khi trở về câu lạc bộ thầy sẽ có những cái dặn dò về mặt rèn luyện, về mặt như thế nào đấy để mà hoàn thành tốt cả câu lạc bộ đội tuyển. Thành ra tôi cho rằng là những cầu thủ sẽ đá tại Asian Cup chắc là chúng ta cũng biết mặt rồi. Chỉ có điều là họ sẽ có thêm cái sự sau chuốt và đến khi trở lại đội tuyển thì họ sẽ hoàn thiện bản thân mình hơn, có thêm niềm tin, có thêm sự rèn rũa ở đấu trường V-League chứ còn mới toanh thì có thể cũng sẽ có một vài người nhưng mà không nằm trong diện được thi đấu chính thức. À, tôi nghĩ rằng là những cái tên quan trọng cuối cùng cũng sẽ quay trở lại thôi. À. Nhưng vấn đề là họ cũng sẽ phải xác định lại cái tâm thế, cái cách để mà cùng hòa nhịp với cách vận hành mà huấn luyện viên đang mong muốn với một cái yêu cầu mới với một cách quy định mới. Uh, thì bất cứ ai cũng đều cần phải uốn mình vào yeah. và trong quãng thời gian tới đây một tháng tới đây thì họ sẽ có thêm cái điều kiện để rèn giũa mình để gọi là nâng cấp mình ở cấp độ câu lạc bộ cũng như gọi là khi quay trở lại với đội tuyển thì họ sẽ uh, chơi với một cái một cái một cái tiêu chuẩn khác và tôi nghĩ rằng là rồi những con người gọi là hợp lý nhất cũng sẽ được sử dụng mà thôi bởi vì chắc chắn là các huấn luyện viên chẳng bao giờ muốn thử mãi những thứ có thể nói là không thật sự là chắc chắn Và họ cũng luôn luôn muốn sử dụng những cầu thủ hay nhất của một nền bóng đá Một những người có thể nói là nguồn lực hay nhất mà họ có thể có trong tay à, Đúng rằng chúng ta bây giờ nghĩ lại cái lứa cầu thủ ở Thường Châu ấy Là vẫn cảm thấy tiếc ấy. Các em ấy là vì những lý do khác nhau à, Đến bây giờ đúng ra cái lứa đấy phải là cái lứa mà hiện nay đang sung sức nhất Trong chiến dịch của Tudusie Nhưng mà theo một cái cách nào đấy Người thì chấn thương, người thì bị mất nhịp khi chuyển ra nước ngoài thi đấu rồi là có một số cái sao nhãng thành ra bây giờ ông cũng buộc phải tìm những người mới chứ còn chúng ta hình dung đó vẫn là những con người tốt và nếu bây giờ đến đúng độ chín này mà họ hợp được với ông Tucia thì còn gì bằng thành ra tôi vẫn mong muốn bên cạnh việc gạn lọc một số cầu thủ trẻ thậm chí là những người u 20 thì làm sao để cái lứa thường châu họ vẫn trở lại thật là nhanh với ông Tucia thì họ đang ở độ, độ tuổi 9 mùi và cộng với sự cạnh tranh của lớp trẻ nữa tôi nghĩ vẫn hay hơn chứ không phải chúng ta rất là phí vâng à, đó là những gì mà chúng ta tạm thời đang có vào lúc này với câu chuyện của đội tuyển Việt Nam và ở phần tiếp theo của chương trình thì chúng ta sẽ có một câu chuyện liên quan đến phòng chung kết Euro vào năm 2024 khi mà lúc này chúng ta đã có kết quả bốc thăm chia bảng và có tên của những cái đội những cái cặp đấu ở bán kết cũng như chung kết của vòng playoff anh Huy này như vậy là với cái kết quả bóng thăm này thì có một cái bảng được gọi là bảng tử thần với sự tham gia của đội tuyển Ý này, đội tuyển Tây Ban Nha đội tuyển Croatia và đội tuyển Albany. Với cái tên Albany thì họ cũng đã từng quay trở lại rồi. Họ cũng có để lại những dấu ấn nhưng thực sự mà nói là họ vẫn tạo cho tôi một cái cảm giác rất là 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 đáng chờ đợi bởi vì là trong quá khứ rất lâu rồi, bóng đá đã từng là một phần của ở châu âu với những cái góc cạnh của mình họ là một đội bóng đông âu ở khối sách chủ nghĩa đấy đã từng sang việt nam thi đấu và để lại những dấu ấn nhất định nhưng mà gọi là vắng mặt rất là nhiều năm thì không hiểu là họ có thể để lại một cái dấu ấn lớn nào không bởi vì bây giờ là đội tuyển quốc gia đã đi chứ không phải là những người có gốc gác bởi vì là chúng ta thấy như là Granit Xhaka hay là Sakiri chẳng hạn ấy cũng đều là những người thụy sĩ gốc Armani đấy nhưng bây giờ tự nhiên là họ không thể quay trở lại chơi cho đội bóng gọi là quê hương được à, anh có nghĩ rằng đây sẽ là một cái một cái hiện tượng có thể chen chân vào trong cái cuộc cạnh tranh với những cái đội bóng tên tuổi hơn kia không thời điểm này ngay thì khó bởi vì tôi cho rằng là với Mani giữ được một chút hết là tốt rồi Tôi có chứng kiến họ thi đấu vòng loại và thấy rằng là xin vi hộ hậu vệ cánh xuất sắc của Arsenal và Barcelona ngày nào đang làm tốt công việc của mình. Ông phát huy được cái tố chất kỹ thuật trong con người cầu thủ Anani. À, chúng ta từ các cái bậc cha chú của, 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 của chúng ta ở Việt Nam khi mà xem Anani sang Việt Nam đá bóng những năm uh, 60 của thế kỷ trước ấy, thì đã ghi nhận rằng là họ rất là khéo léo. Và đến ngày hôm nay thì những cầu thủ Albany mà người ta nhập tịch đá cho các nước khác ấy, cũng luôn luôn là những cầu thủ có tư duy, cũng như là chơi kỹ thuật thì hiện nay trong tay Sivinho cũng có một dàn cầu thủ như vậy uh, tuy nhiên tôi vẫn cho rằng là Armani họ cứ dần dần thôi chứ còn trong bảng đấu này thì năm nay tham gia là tốt rồi ở một bảng khác thì còn có cửa chứ còn Croatia uh, Italia Tây Ban Nha những đội bóng mạnh và có nhiều cái duyên nợ Italia thì nói vậy thôi chứ họ đã được dự vòng chung kết rồi họ vẫn là một thế lực Croatia và Tây Ban Nha thì là cái đây chưa lâu là tranh nhau cái chức vô địch của UEFA Nations League thì Almani họ được dự là là tốt rồi Uh, Amani có một giai đoạn khá là dài, đất nước họ bị đóng cửa. Uh, sau này thì mọi chuyện nó mở mang ra. Amani hiện nay kinh tế và và nguồn thu du lịch rất là tốt. thì cộng với đó là thể thao của họ cũng phát triển trở lại. thì tôi nghĩ rằng là họ sẽ từng bước đi thôi. Uh, với um, bảng đấu này thì theo anh liệu Tây Ban Nha có phải là đội có ưu thế lớn không? Họ chơi ở vòng loại nhìn chung là rất là mạch lạc. À, chúng ta từ từ lâu rồi chúng ta đã bỏ qua cái khái niệm là Tây Ban Nha là vua đấu loại rồi à. vì họ đã có những cái năm tháng cực kỳ rực rỡ ở các vòng chung kết của World Cup cũng như là Euro. À, cho đến lúc này thì kỷ lục vô địch Euro họ với là à, họ và đội tuyển Đức là những người mà có được thành tích tốt nhất à, và tôi nghĩ rằng ở giải đấu năm nay không loại trừ khả năng họ sẽ đi rất là xa. À, tôi cũng nghĩ là Tây Ban Nha sẽ vào sâu à, và cái cách làm của La Frente nó rất là hợp với bối cảnh La Liga luôn luôn có nhiều tài năng đá tốt La Liga vài trận là ông đưa lên tuyển ngay một cách rất là tự tin vào ông ấy muốn truyền đạt cho những người cũ thế nào thì những người mới vào sân cũng bắt nhịp như thế luôn luôn chứng tỏ mình là một cái gì đó nó, nó rất là giàu tiềm năng và đá với đội thủ nào thì cũng là chơi theo cách của mình chứ không cần phải đá đá nương theo đối thủ đấy là cái phong cách của huấn luyện viên Delafente tôi nghĩ rằng Tây Ban Nha sẽ đá một cái kiểu rất là đỉnh đạc dù có nhiều cầu thủ trẻ và ra vào sâu ở đội tuyển Tây Ban Nha vào thời điểm này thì họ vẫn tin dùng một cái tên từ rất nhiều năm nay đó là Morata. À, có vẻ như bóng đá Tây Ban Nha cũng giống như phần lớn các đội nền bóng đá khác ấy thì họ gặp khó khăn trong việc tìm ra một tiền đạo mũi nhọn, một số 9 đích thực. À, Morata thực ra không phải là không còn có cái tính hiệu quả trong lối chơi của các đội bóng anh phục vụ, đặc biệt là đội tuyển Tây Ban Nha. À, nhưng tôi vẫn có cảm giác rằng nếu như chỉ chơi với trường hợp của Morata thì đội tuyển Tây Ban Nha rất có khả năng sẽ bị bắt bài. Anh có nghĩ như vậy không? Đến bây giờ thì Tây Ban Nha đúng là vắng các cái tiền đạo cắm mà mà thật sự là hay. Thời gian vừa rồi cũng đã có những người không còn trẻ nữa được gọi lên kiểu như Hoselu hay là Raúl de Tomás. À, tuy nhiên không ai cạnh tranh được bằng Morata và tôi cũng thấy rằng là trong trường hợp mà tiền đạo cắm không đạt phong độ cao ấy thì De La Fuente cũng hay dùng cái kiểu tiền đạo ảo mà cái mẫu này Tây Ban Nha lại rất là nhiều đấy các cái cầu thủ kiểu như Daniel Mo rồi là Gavi đấy các cái thành phần kiểu như vậy rất rất là nhiều thành ra tôi vẫn cho rằng là uh, họ họ sẽ là đội bóng cầm bóng nhiều tạo dựng được nhiều cơ hội có thể trung phong của họ là cái vấn đề nó 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 không không được tốt như các vị trí khác nhưng mà rồi sẽ có khách để mà có cái sự xoay thua cũng như là là đá theo kiểu là tiền đạo ảo để mà tạo ra những cái bất ngờ Uh, có vẻ như chúng ta đều thống nhất rằng uh, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ có một vé đi tiếp ở cái bảng đấu này. À. Ê, vậy thì uh, hai đội bóng còn lại đều là những cái tên lớn. Thứ nhất là đội tuyển Italia, đội đương kim vô địch châu Âu, đội đương kim vô địch Euro và đội tuyển Croatia, uh, đội mà một loạt trong những năm gần đây đều lọt vào các cái trận đấu cuối cùng của các giải đấu lớn. Uh, tuy nhiên họ đều có vấn đề ở cái vòng loại của Euro lần này. Uh, vậy thì đội nào ở vòng chung kết theo anh thì có khả năng sẽ cải thiện được hơn. À. Với tôi là 50 50 đấy, bởi vì cả hai đều có những vấn đề nhưng mà đều có những người đặc biệt ví dụ Croatia nói vậy thôi chứ cái tổ tiền vệ của họ thì vẫn có thể trong một cái giải đấu mà diễn ra theo cái kiểu chỉ có vài trận như vậy thì họ vẫn có thể tập trung sức lực mà đá một cái cách rất là nhuần nhuyễn của những người rất là hiểu nhau Italia cũng có những cá nhân nổi trội mặc dù gần đây chúng ta thấy rằng là đội tuyển ý có những vị trí nó rất là bình dân nhưng mà họ cũng đang có những vị trí rất hay kia ra nếu mà đạt phong độ tốt thì có thể bùng nổ đi Marco ở bên cánh trái rất là hay tiền vệ Italia thì Tonali là như vậy là có vẻ như là thoát án thôi và vẫn sẽ được tham dự thì vẫn là một cầu thủ tốt. Thành ra tôi cho rằng là hai đội này 50-50. Cái cụ thể so kè thế nào, cái phong độ thời điểm đó ra sao nó sẽ quyết định. Tôi vẫn hơi nhỉnh hơn một chút về Italia bởi vì là họ cảm giác cái sức bật của họ vẫn, vẫn vẫn vẫn, mạnh mẽ hơn. Còn Croatia thì hơi bị già mất rồi. Ừ, tôi cũng có một cái chút cảm giác giống như anh nhưng cái 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 sự gọi là linh cảm của tôi với cái khả năng đá cái giải lớn ấy của Croatia nó vẫn là tốt hơn so với đội tuyển Italia. Mặc dù Italia là vào năm 2021 tức là Euro 2020 ấy, họ đã giành được ngôi vô địch đấy. Thế nhưng mà cái cái tính ổn định của bóng đá ý vào thời điểm này nó nó không được tốt lắm. Họ vẫn có những cái tên nhưng có thể ngày hôm nay họ đang rất tốt nhưng ngày mai họ trở thành hết sức là tầm thường là chuyện vẫn xảy ra trong khi đó đi một cái đường đường gọi là dài hoặc là giải quyết những cái trận đấu cụ thể ấy. thì với bóng đá croatia uh, luka muric ở cái tuổi đấy rồi nhưng vẫn có thể dẫn dắt các đồng đội chơi rất là hiệu quả cho dù có thể những trận đấu nó không phải quá hay nhưng wow. họ chơi rất là chính xác và đấy là chính là cái chi tiết mà tôi cho rằng là croatia có thể nhìn một chút nhưng đúng là như anh nói rõ ràng là chúng ta cần phải có một cái, một cái một cái một cái quãng thời gian gần hơn với cái ngày nổ súng thì gọi là đi đây ấy, thì mới biết được là thực sự hai đội các đội bóng nó sẽ chơi được với một cái tiêu chuẩn như thế nào Thế còn từ bây giờ đến lúc đó vẫn còn một quãng thời gian rất là dài và còn có những cái biến số nó có thể xảy ra với cái vòng chung kết EURO lần này ấy, thì đội tuyển Đức là một đội bóng sẽ đặt ra cho chúng ta rất là nhiều những vấn đề rất nhiều những câu hỏi được đặt ra với đội bóng đang được dẫn dắt bởi Nagelsmann. À, tuy nhiên họ lại ở một bảng đấu mà tôi cho rằng là không quá căng thẳng. À, đây là bảng đấu có sự tham gia của à, các đội tuyển là Scotland, Hungary và Thụy Sĩ. À, với những đội bóng như thế này ấy, thì điều gì cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên là cái uy của người Đức cộng với cả cái thế sân nhà của họ thì tôi có cảm giác rằng là họ sẽ không gặp quá nhiều khó khăn. Tôi cho rằng đây là bảng đấu thuận lợi với Đức. Scotland có thể tạo ra một cái hiện tượng chúng ta gọi là ngựa ô. Hungary và Thụy Sĩ cũng có những khả năng riêng của họ. Nhưng mà Đức thì rất là hiểu hai nền bóng đá này. Đã từng có những cái huấn luyện viên Đức sang làm việc ở đây. Rồi là cái văn hóa cũng có nhiều cái ảnh hưởng. Thành ra Đức sẽ kiểm soát được hình khi đá với Hungary và Thụy Sĩ. Và đừng quên rằng là sân nhà cũng là một lợi thế rất là quan trọng của người Đức. Từ giờ đến lúc đó thì các cầu thủ họ có thể sẽ có những cái sự tiến bộ và tinh thần của họ sẽ rất là khác khi mà đá Euro ở sân nhà. Thành ra tôi vẫn cho rằng Đức kiểm soát được Hungary và Thụy Sĩ Có thể Scotland sẽ tạo ra khó khăn cho một chút thôi Nhìn cái thành tích trong cái loạt trận giao hữu vừa rồi của đội tuyển Đức thì không có nhiều niềm tin lắm đâu Trong cái loạt 11 trận giao hữu ở năm 2023 của đội tuyển Đức ấy, thì họ thua 6 và thắng có 3 trận thôi Và họ cũng đã sa thải Hansi Flick rồi Nhưng những cái trận đấu đầu tiên của Nagelsmann thì nó cũng chưa nhiều biến chuyển Cho dù ông ấy đã gọi là xáo trộn cái đội hình nó tương đối là là là, là ghê đấy và gọi lại cả Hummel đấy nhưng mà tôi thì tôi không đánh giá cao cái anh Hummel nữa rồi vì à. tuổi tác của anh và cái tốc độ của anh ấy nó không được tốt nữa nhưng bây giờ hình như bóng đá Đức cũng chẳng còn có ai cả tôi là người thường xuyên làm cái giải Bundesliga vào mỗi cuối tuần thì đúng là thật cũng không thấy những gương mặt mới thực sự là chắc chắn nổi lên Ờ, ngoài cái trường hợp của Jonathan Ta trung vệ của Leverkusen thì dạo này có vẻ khá hơn ừ. nhưng mà Rudiger thì bỗng nhiên cũng chỉ trở thành một cầu thủ rất là bình thường khi về chơi cho đội tuyển ờ, với trường hợp của Kai Havertz thì, thì, được đưa về đá hậu vệ trái hội ờ, thì đó cũng là một cái phát kiến nhưng cái phát kiến ấy nó hiệu quả đến đâu thì chúng ta cần phải có thêm một chút thời gian chỉ có điều là thấy Arsenal được lợi khi mà Cavert à. sau khi về đá hậu vệ ở đội tuyển Đức ấy thì bỗng à. nhiên bùng nổ ở hàng tấn công của đội câu lạc bộ. Cái độ bung cảm giác là Đó. mạnh hơn. À, thì chưa rõ là cái, cái phương án như thế nào. Và tôi chỉ được nhất trí với anh ở chỗ là thứ nhất là họ có cái lợi thế sân nhà. Thứ hai là họ cũng có một cái 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 uy và, và cái sự hiểu biết nhất định với những đối thủ như kiểu Scotland với lại người là Hungary. Ấy. À, nhưng mà trong cái tình hình của bóng đá hiện đại và thì hôm nay thì những đội bóng ở cái tầm trung bình đấy họ thường có những dấu cho mình hay là khác là luôn chuẩn bị cho mình một cái thứ vũ khí để sẵn bùng nổ. Wow. Ví dụ như Hungary Soboslai là một cái hiện tượng mà nếu như không kiểm soát tốt ấy là wow. sẽ trở thành ngôi sao của rất nhiều những trận đấu. Trong cái đó thì với đội tuyển Scotland ấy thì McTominay chưa biết đá hay dở nào ở MU nhưng mà về Scotland thì là đá cực tốt. Và với những cái câu chuyện đấy là với bóng nước Đức vào thì điểm này là phải hết sức là coi chừng. Và một cái chi tiết mà chúng ta nhận thấy rất rõ rằng bóng nước Đức bây giờ họ thiếu đi rất nhiều thứ trong đó mà có một cái thứ nó là ý chí là bản lĩnh và nó không toát lên trong vai trò của một thủ lĩnh cụ thể à. và josu kimic là một người mà tưởng chừng như có thể lên được cái tầm gọi là ngôi sao thế giới ở cái vai trò một tiền vệ trung tâm một người dẫn dắt nhưng ở quãng thời gian gần đây thì anh đang có cái dấu hiệu dậm chân tại chỗ nếu như không muốn nói là sa sút rất là, là, là lớn trong cái phong độ của mình đúng là cầu thủ đức hiện nay cái số người mà có thể chơi bóng theo kiểu nghệ sĩ điệu đà một chút thì nhiều nhưng mà cái cái gồ ghề cái cá tính mạnh thì chúng ta lại không thấy à, tuy nhiên tôi thì tôi vẫn 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 có một cái cảm giác là thế này đức họ không không phải đá vòng loại đấy là một cái thuận lợi để họ giả soát lực lượng ấy nhưng mà vô hình chung lại đặt họ vào cái thế là ít động lực đấy tôi vẫn có cảm giác là đức không kém như thế nếu như mà họ tham gia vòng loại sòng phẳng ấy thì họ thấy thể hơn những gì mà họ làm chứ còn trong bối cảnh mà lại thiếu vắng những cái thủ lĩnh nó không còn như trước những người ngày xưa là vào sân gặp ai là cũng có cái độ gầm ngừ, độ hổ báo Bây giờ đã không còn những người như vậy mà lại không phải đặt vào cái thách thức đá vòng loại đấy, Thế thì tôi vẫn cho rằng là gần đến cái giờ G là giờ khai cuộc Euro Họ sẽ siết lại và cũng là những con người đấy nhưng mà họ sẽ đá tốt hơn Ví dụ một Rudiger ở Real hay như vậy Nhiều người nói rằng là Real là do hệ thống của họ tốt Rudiger mới hay được như thế Tuy nhiên chúng ta đừng quên rằng là anh ấy đá ở Chelsea cũng rất là hay Nhưng mà về từ Đức thì nó làm sao ấy Thế thì khi được đặt vào một cái áp lực vừa là áp lực vừa là động lực của họ trước ngày khai mạc Euro thì họ sẽ khác. Chúng ta vừa lướt qua hai cái bảng đấu đáng chú ý bởi vì bảng đấu đầu tiên là bảng là từ thân, và tiếp theo là câu chuyện của đội tuyển Đức, đội chủ nhà đương nhiên cần phải có được một cái sự quan tâm. À, Tây Ban Nha như chúng ta đã nhắc đến nó là một có thể là một ứng viên, đúng không ạ? Vậy thì các ứng viên còn lại sẽ là những ai? Chúng ta có đội tuyển Pháp, một đội bóng rất là hung hậu về mặt con người, đi à, xăm thì rất là kinh nghiệm. À, đội tuyển Bồ Đào Nha với Cristiano Ronaldo cho dù lớn tuổi. À, nhưng anh ấy vẫn là một cái tên không thể bỏ qua anh vẫn là một người có số kỷ lục về bàn thắng ở euro ừ. anh ấy vẫn sẵn sàng để cạnh tranh một, một danh hiệu và bên cạnh ấy là thế hệ những cầu thủ bồ nha có thể nói là vẫn rất là tiêu chuẩn à, đội tuyển bỉ cũng không thể loại họ ra được ừ. họ vẫn rất là sẵn sàng với cái cuộc cạnh tranh ở mức độ cao cho dù tôi có cảm giác rằng là họ có một cái sự mong manh hơn so với những lần giữ các cái giải đấu lớn trước đó à, và chúng ta cũng không thể không nhắc đến đội tuyển anh được á quân của euro họ không thành công ở cái giải đấu mà có trận chung kết ngay trên sân nhà nhưng trong vòng 3-4 năm qua thì nếu mà sự thăng tiến sự ổn định với rất nhiều những cầu thủ có chất lượng đang đi cùng nhau trong một cái tập thể ngày một trở nên gọi là ổn định hơn hoàn thiện hơn thì chắc chắn phải là đội tuyển anh với anh thì anh lựa chọn đâu là ứng viên lớn nhất cho cái danh hiệu vô địch ở euro sắp tới bốn đội mà anh vừa nêu ấy với tôi là cơ hội như nhau bởi vì bản chất euro là cái sân chơi mà cái phong độ ở thời điểm tức thời nó rất là quan trọng không ai sợ ai cả sân chơi này euro đã chứng kiến những cái bất ngờ của đan mạch rồi là hy lạp là bất ngờ lớn nhất thế thì bản chất cái sân chơi này cái tính thời điểm phong độ đạt được cái cực đại thế nào nó rất là quan trọng mỗi đội anh vừa nêu nó mạnh một một điểm khác nhau pháp thì trong tay đề sam vẫn là lực lượng rất là hùng hậu người này ra đi có người sau kế tiếp và để sam thì cách làm rất là chắc chắn để mà nói về một đội bóng có sự ổn định cao thì chắc chắn đấy là pháp nhưng mà cái ổn giữa cái ổn định đấy và cái có thể bứt lên để vô địch thì thì chúng ta lại chưa biết thế nào anh là đội bóng đầy khao khát là đội duy nhất ở châu Âu đã từng vô địch thế giới mà lại chưa vô địch euro đấy thế thì uh, họ đã lỡ dở ở sân nhà cái đây vài năm năm nay cảm giác là họ mạnh hơn và sau hết cũng muốn có một màn chia tay tuyệt vời với bồ đào nha cảm giác rằng là họ không mạnh như trước nhưng mà tôi lại thấy rằng họ rất là nguy hiểm bởi vì lúc này đây ông Martinez rất biết cách dùng người Ronaldo vẫn là vị trí rất là quan trọng nhưng mà không nhất thiết mọi đường bóng phải hướng về anh ấy đấy anh ấy vẫn phát huy khả năng của mình vẫn ghi bàn nhiều nhưng mà rất nhiều hướng đánh chứ không phải chỉ tập trung vào Ronaldo thành ra đây là đội bóng có thể là còn khó lường hơn trước bỉ thì bỉ thì họ cũng đã quen với việc ra đi của những ngôi sao rồi những giải trước thì biết là xuống phong độ nhưng mà vẫn phải cho đá còn bây giờ thì ông Tedesco là không phải chịu áp lực và chúng ta thấy cái vòng loại ông làm cũng rất là khéo ờ, tức là biết cách những con người xuống phong độ rồi thì dùng ở một số thời điểm nào đó dùng theo mức độ nào đó còn lại là đẩy những người mới cái hòa trộn giữa mới và cũ của ông cũng rất là tốt thành An nói thật là bốn đội bóng này thì là bốn cái màu sắc khác nhau và đều có thể lớn cử viên tôi hoàn toàn nhất trí với cách phân tích của anh về thực lực, về khả năng cạnh tranh, về khả năng thành công của bốn đội bóng này. Nhưng nếu như buộc phải lựa chọn ra một cái tên cho trước vô địch thì tôi sẽ lựa chọn đội tuyển Anh. Không phải chỉ vì chúng ta thường theo dõi ngoài Anh, anh chúng ta có một cái tình cảm nào đó, nó gọi là sâu hơn về right. dành cho đội tuyển này. Mà tôi cho rằng đến một lúc nào đó thì một đội bóng có nhiều khát khao cũng như là một cái độ chín để phát triển như đội tuyển Anh ấy cũng sẽ cần phải có một cái thành tích để gọi là Uh, gọi là tôn vinh Vậy. những cái công hiến của họ trong rất là nhiều năm qua uh, khoảng cách giữa cái danh hiệu gần nhất uh, đối với họ nó là nó là cả người là uh, hơn một nửa thế kỷ Vậy. nó quá xa rồi. Thế nên ra là bây giờ tôi nghĩ rằng là phải đã đến lúc mà chúng ta cần phải có một cái một cái danh hiệu nào đó cho uh, Tam sư. Ờ, thực sự mà nhìn nói nhìn đội tuyển Anh thi đấu vào thời điểm này chúng ta cảm thấy rất là nhiều những cái điều thú vị à, có mũi nhọn có sự cân bằng của uh, các cái vị trí có sự trưởng thành khôn ngoan của những cái, cái, cái cá nhân và nếu như tìm thấy cần phải tìm thấy những cái vị trí thực sự là ngôi sao thì không phải chỉ là một người có thể có xuất hiện rất nhiều người trong đó có một người đang chơi ở Real Madrid là Jude Bellingham ở độ tuổi rất là trẻ trung rất là sung sức nhưng anh ấy có những cái phẩm chất của một cái cầu thủ có thể lên một cái tầm ngôi sao lớn của thế giới và có chăng thì là câu chuyện của huấn luyện viên thôi nhưng với tập thể của đội tuyển Anh vào thời điểm này thì tôi nghĩ rằng là kinh nghiệm của Gareth Southgate cũng đã có một cái sự tích lũy nó nó tương đối và những cái bài học mà ông ấy đã phải nhận trong quãng thời gian đã qua nó cũng có lẽ là đủ để cho ông ấy có thể có một cái giải đấu mang tính chia tay mà như anh nói nó sẽ là xứng tầm Vâng, tôi đồng tình hoàn toàn với anh anh xứng đáng vô địch và cũng đã đến lúc mà họ có thể vô địch rồi gần nhất thì họ tiệm cận đến vô địch vào đến chung kết anh trước đây chưa bao giờ vào chung kết euro cả chỉ vào đến bán kết thôi năm gần nhất thì họ vào đến chung kết và bị thua phạt đền thật là tiếc từ đó đến nay thì dàn cầu thủ họ chín hơn và lại có những người mới kiểu như bên Linh nổi lên rất là hay cũng chưa bao giờ anh có những cầu thủ đá nước ngoài nổi bật như vậy bellingham và harry kane hàng tuần mang lại cho chúng ta những cái sự thích thú ở Bayern Munich và ở real madrid uh, sao hết thì có thể là cái tầm mức như vậy thôi nhưng mà toàn đội rất là quý ông ấy tức là không có cầu thủ anh nào mà lại muốn một người khác dẫn dắt ngay bây giờ cả ông ấy rất được lòng và ông ấy cũng biết học hỏi những cái miếng của liverpool của man city vào cái cách chơi của tuyển anh thành ra tôi nghĩ là anh là đội bóng hiện nay cũng rất là đầy đặn có đủ cái yếu tố để mà hội tụ thành một cái nhà vô địch euro đặc biệt cũng trong một năm mà nước Anh có những mất mát, Bobby Charlton một huyền thoại như vậy qua đời, Terry Venable, tức là cái người trước đây đã từng lỡ rời cái ngôi Mộng Euro trên sân nhà năm 96. Đấy thế thì nhiều yếu tố cộng lại làm cho chúng ta cảm giác là rất muốn Anh vô địch và mình cũng thấy là họ xứng đáng. Ở phần còn lại thì chúng ta sẽ dự đoán xem những cái tên nào sẽ góp mặt ở vòng chung kết Euro với ba cái vé còn lại, bởi vì chúng ta sẽ còn có ba cái nhánh của các cái loạt playoff ở nhánh A thì Ba Lan sẽ gặp Phần Lan này và xứ Nguyên sẽ gặp Estonia ở nhánh này thì theo anh thì là ai? Có vẻ như là sẽ là Lewandowski quá. Vâng và Ba Lan vẫn là đội bóng nhiều ưu thế. Ở ngoài Lewandowski thì lực lượng họ đều hơn. Còn xứ Nguyên hiện nay cũng có một dàn cầu thủ hay và tôi cho rằng là Estonia chắc không phải đối thủ của họ đâu. ở nhánh B thì là có các cái cặp đấu là Israel gặp Iceland và Ukraine gặp Bosnia. Uh, không nói thì tôi cũng biết rằng là anh đã dành tình cảm cho Liverpool right. rồi. Vâng, mà họ đã hay thật. Đúng. Những cái gì hay của Shevchenko được Liverpool kế thừa và họ còn có những nhân tố mới ra lò kiểu như Muric chẳng hạn bắt đầu khẳng định được sức mạnh của mình ở cả Chelsea và ở cả đội tuyển. Um, xem họ đá rất là thú vị. Tôi tôi nghĩ rằng là là Ukraine là xứng đáng đi đấy. Và thậm chí nếu mà đi vòng chung kết là có thể là Go của giải đấu hơn đấy thực ra là ở cái trận, các trận đấu tại vòng bảng ấy là họ hơi thiếu may mắn một chút ấy. nhất là những cái trận đấu gặp cái bảng quá gai góc đúng không và, và, và... họ đã chơi tôi cho rằng là rất là là ấn tượng cái cách chơi của họ nó 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 có có sự gọi là cân bằng giữa cái tính trình diễn và cái cái sự hiệu quả đấy thế ra là việc mà họ đi đá playoff là hơi tiếc đấy nhưng mà cái uy của họ tôi cho rằng là cái uy của họ là là, là là rất tốt mặc dù họ chơi trong những cái trận đấu tại vòng loại vừa rồi là không có yếu tố sân nhà đâu à. đấy thì tôi đánh giá rất cao Reprov nên tôi nghĩ là ở, ở cái nhánh này rất có thể là Ukraine sẽ là đội giành vé với nhánh còn lại nhánh C thì chúng ta sẽ có các cặp đấu là Georgia gặp Luxembourg và Hy Lạp gặp Kazakhstan Luxembourg mà lọt vào đến phòng playoff của một kỳ à. đấu lớn như này là cũng lạ đấy nhưng mà với georgia thì có vẻ như họ nặng ký hơn một chút kravaskelia đúng không ạ đó là một cái tên mà đương nhiên cũng đem đến một cái sức nặng rồi yeah. à, nhưng uh, chưa hẳn thế còn ở cặp đấu còn lại thì tôi thậm chí thấy nhiều cái sự cân bằng hơn bởi vì là hy lạp cho dù đã là nhà vô địch euro nhưng nhiều năm qua bóng đá hy lạp chìm trong khó khăn trong khi đó thì kazakhstan đang nổi lên như một cái gương mặt mới và nhìn họ chơi ấy, thì uh, tôi cảm thấy là một, họ không biết sợ và đấy là một cái chi tiết rất là quan trọng với cái đội bóng có gốc khác châu Á này. Trong cặp đấu này thì tôi nghĩ rằng là nó khá là cân tài giữa một Kazakhstan có những cái háo hức và tinh thần rất là tốt và một người Hy Lạp thì phong độ gần đây rơi rồi nhưng mà dù sao họ vẫn là đội bóng đã từng vô địch Euro. Tôi vẫn cho rằng phút chót thì kinh nghiệm của Hy Lạp sẽ lên tiếng. Thế còn cả cái bảng này tôi thích Georgia, tôi thích là Euro thỉnh thoảng phải có khuôn mặt mới chứ và mình vẫn có thiện cảm với những đội bóng thuộc liên xô đặc biệt họ từng có đại biểu mà giành cúp châu âu rồi dinamo tbc và hiện nay vẫn đang có những người rất là tốt hy lạp và kazakhstan có vẻ như khá là cân bằng thật ừ, kazakhstan có một cái độ háo hức và khao khát ừ, thế còn hy lạp thì dù sao cũng là đội bóng có bề dày từ mua euro thì tôi cảm giác phút chót cái cái bề dày kinh nghiệm của hy lạp sẽ lên tiếng ừ, bảng đấu này thì tôi thích georgia tham dự bởi vì thực ra họ cũng đang có những người tốt những con người đặc biệt và họ là một nền bóng đá thuộc Liên Xô trước đây cũng đã từng có đại biểu gọi là vô địch Cú Châu rồi Dynamo Tbilisi thành ra tôi tôi nghĩ là Georgia tham gia được giải đấu năm nay sẽ là cái điều thú vị lắm vâng xin được cảm ơn anh Huy về những chia sẻ của anh trong chương trình này kính thưa quý vị đó là những gì mà chúng tôi đã cùng trao đổi và chia sẻ trong chương trình quán thể thao tuần này xin chào và hẹn gặp lại.